hy sinh đến thời gian qua. Và trong không gian của đêm anh thấy trống vắng, phải chăng anh đang mất đi những điều đã qua? Khi cô với cánh tay đến những tâm thương, giờ đây khi những ước mơ đã nằm trong tay, thì anh cũng đã hiểu ra tất cả đã mất. Tình yêu cho anh có quen những phù phiếm đời, anh hôm nay chẳng thể quay bước nữa rồi.